In August 1977, strange things began to happen in a quiet North London suburb. Cruel and sometimes terrifying happenings were to last many months and would become known as the Enfield Poltergeist. Câu chuyện ngôi nhà ma ám. Poltergeist là một từ tiếng Đức ghép từ hai từ cổ, có nghĩa là ma và hành. Từ này thường được dùng để chỉ hiện tượng ma ám đối với một nơi chốn, hay ma hành đối với người, thường là mang hàm ý dữ dội. Đồ đạc tự dịch chuyển. Năm 1977 ở Enfield, Anh, có gia đình Harper sinh sống. Trong gia đình này, có một người mẹ đã ly hôn, sống cùng bốn người con là Rose 13 tuổi, Janet 11 tuổi, Peter 10 tuổi và Jimmy 7 tuổi. Chiều ngày 30 tháng 8, giường của Peter và giường của Janet ở cùng phòng bỗng nhiên nhúc nhích. Đến chiều cùng ngày, bà Harper phát hiện thấy chiếc tủ trong phòng bà tự di chuyển ra xa, cách chỗ cũ khoảng 50cm. Bà gọi láng giềng đến xem. Khi nghe họ nói là có nghe thấy những tiếng gõ bí ẩn trong nhà, bà liền báo ngay cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng chẳng làm gì được. Ngày hôm sau, cũng vào giờ đó, một bàn tay vô hình bắt đầu quăng ném đồ chơi của các đứa bé. Báo chí vào cuộc. Các gia đình sống chung quanh liền báo ngay cho báo chí. Ban biên tập tờ Daily Mirror lập tức liên hệ với hội nghiên cứu tâm linh. Hội này gửi ngay đến hiện trường một nhà điều tra nổi tiếng là Maury Gross. Trước sự chứng kiến của các phóng viên và Gross, các đồ vật trong nhà liên tục bị hất tung lên rồi rớt xuống. Một nhà ngoại cảm được mời tới nhà. Khi hồn nhập, bà khẳng định là hiện tượng này nhắm vào cô bé Janet và hiện đang có nhiều hồn ma đang cố trút mọi năng lượng của chúng lên Janet và mẹ cô. Sau khi được nhà ngoại cảm chăm sóc, các hiện tượng trên ngưng bặt suốt mấy tuần liền. Ngày càng phức tạp. Nhưng đến cuối tháng 10 thì mọi chuyện lại tiếp diễn, lần này với cường độ dữ dội hơn. Đồ đạc dịch chuyển, chăn mền bị kéo ra khỏi giường. Trên sàn bếp đột nhiên xuất hiện những vũng nước, trong đó có một vũng mang đường nét giống hệt hình người. Một chiếc vỉ lò sưởi rơi xuống gối Jimmy gần ngay đầu cháu. Bộ tản nhiệt chạy ga bị bứt khỏi tường. Gross và Playfair, hai nhà ngoại cảm, tìm cách nói chuyện với các thực thể gây ra hiện tượng này và được nó cho biết là đã sống trong ngôi nhà từ 30 năm nay. Sau đó, hồn ma bắt đầu tuôn ra những câu nói vô nghĩa. Tiếp theo, mấy đứa trẻ nhìn thấy những cái bóng xuất hiện trong nhà. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, thực thể này đã hành hạ hai bé gái trong nhà và để lại một thông điệp cho biết nó không muốn ra khỏi ngôi nhà đó. Nghi ngờ rằng hiện tượng ma ám này là do Rose và Janet bày vẽ ra, hội nghiên cứu tâm linh gửi một nhóm điều tra đến hiện trường làm việc. Họ không tìm thấy bất cứ dấu vết của một trò lừa bịp nào. Janet lâm nguy. Rõ ràng là tất cả mọi hiện tượng đều tập trung vào cô bé Janet. Cô bé ngày càng có nhiều biểu hiện cho thấy bị ma ám như co giật, mê sảng, vân vân. Đến tháng 12 thì hiện tượng ma ám ở Janet lại được bổ sung thêm bởi những tiếng huýt sáo và tiếng sủa. Đồng thời, từ cô bé cũng phát ra một giọng nói lạ, biến dạng, tự xưng mình là Joe Watson. Sau đó, giọng nói liên tục thay đổi và tự xưng ra nhiều cái tên khác nhau. Nhưng tất cả các giọng này đều cho rằng mình đại diện cho một người duy nhất đã chết. Ngoài ra, những giọng này tỏ ra cực kỳ cộc cằn và thô lỗ. Con ma ngày càng bày ra nhiều trò hơn, tấn công Janet một cách dữ dội. Nó thắt cổ cô bé bằng tấm màn cửa và rượt đuổi cô bé bằng con dao lơ lửng trên không. Ngôi nhà bắt đầu bốc mùi hôi thối và đồ đạc bốc lửa hai lần từ trong các ngăn tủ. Hai con cá vàng bị giết chết trong bồn và trên tường xuất hiện những dòng chữ mang nội dung tục tiểu.
Một nhà ngoại cảm khác được mời đến để bảo vệ mọi người trong nhà, và quê nhà lại lắng xuống một vài tuần lễ. Hơn 1.500 hiện tượng ma ám được ghi nhận. Hiện tượng ma hành này sau đó vẫn cứ diễn ra. Nhiều hồn ma khác nhau xuất hiện thoáng qua. Trong số đó có một hồn tự xưng là Maury Gross. Janet phải nhập viện, và trong thời gian này, hiện tượng phá phách trong nhà bỗng nhiên giảm hẳn. Lúc cô bé trở về nhà với sức khỏe tốt hơn, thì hiện tượng này gần như dứt hẳn. Một nhà ngoại cảm người Hà Lan tên là Gmelin Meiling có vẻ như đã giúp chấm dứt hẳn hiện tượng bằng cách bày lễ cúng sao. Đến khoảng tháng 4 năm 1979, thì mọi hiện tượng phá phách trong ngôi nhà chấm dứt hẳn. Cho dù có giải thích về hiện tượng ma ám này thế nào đi nữa, thì có cả thảy hơn 1.500 sự kiện ma ám được ghi nhận, thì cũng cần phải lưu ý một điều là gia đình Harper lúc đó đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng, xuất phát từ chuyện cha mẹ các bé ly hôn. Đồng thời các bé cũng đang trong giai đoạn sắp bước vào tuổi dậy thì, tức lứa tuổi rất dễ bị rối loạn tinh thần và thể chất. Những hồn ma quậy phá. Tuy những mô tả đầu tiên liên quan đến hiện tượng ma quỷ quậy phá chỉ xuất hiện ở Đức trước năm 1000 một chút, nhưng ai cũng biết là hiện tượng này đã có từ thời cổ đại. Từ thời Trung Cổ, giáo hội đã xem đây là biểu hiện của ma quỷ. Giáo hội cho rằng mỗi hành động quậy phá khác nhau là do một con quỷ khác nhau gây ra, và quan điểm này tiếp tục duy trì cho đến khi xuất hiện thuật thông linh, hay còn gọi là thuật cầu hồn. Alan Kardec, người sáng lập ra phong trào cầu hồn, cho rằng các hồn ma quậy phá là những linh hồn nằm ở cõi giới thấp và từ chối không chịu tin rằng mình đã chết. Luận điểm này tiếp tục được chấp nhận bởi nó không có gì mâu thuẫn với việc các nạn nhân thường là những đứa trẻ bị rối loạn tâm lý khi đến tuổi vị thành niên, hoặc những người bị mắc chứng loạn thần. Như trường hợp ở Enfield, các nhà ngoại cảm nghĩ rằng chính nạn nhân là người đã thu hút các hồn ma xấu một cách vô thức. Ảo thuật gia người Mỹ James Randi là một trong những người không tin vào hiện tượng ma ám. Theo ông, chuyện hồn ma phá phách là do ảo giác sinh ra hoặc chỉ là trò bịp bợm. Ông tuyên bố có thể tái hiện tất cả những biểu hiện của ma ám. Khó tin là ông có thể làm được điều này. Nhưng dù sao, ông cũng đã chứng minh một số biểu hiện là có thể ngụy tạo được. Và ngôi nhà ma ám ở Enfield đã tạo cảm hứng cho đạo diễn James Wan cho ra đời một siêu phẩm kinh dị, ám ảnh kinh hoàng, The Conjuring 2, được phát hành năm 2016, với kịch bản của Carrie Hayes, Jed Hayes, Wans và David Lely Johnson. Đây là phần 2 của phim The Conjuring năm 2013, với Patrick Wilson và Vera Farmiga tiếp tục thủ vai hai thám tử săn ma S và Lauren Warren. Calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. She's such a good girl. What's the wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder? Suicide? Or both? You believe us, don't you? Sensing a presence? I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear. You're bleeding. What is happening? I had a premonition of your death. Who's that? The family's just a pawn. No!
inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you're going to die.